Hello, hello. Mời cả nhà dùng cơm trưa. Chào anh em nha. Chưa xong nữa anh em. Tới giờ phải ăn trưa ha. Mời cả nhà dùng cơm trưa với mình nha. Dưa mắm ha. Đậu luộc canh. Tép gan. Rồi đơn giản nha anh em. Không có cầu kỳ ha. Mình công việc chưa xong nữa đó anh em. Anh em nhớ ha, anh em nhớ đăng ký kênh nha. Anh em nhớ đăng ký kênh nha. Mình sẽ thường xuyên up những chuyến kê lên cho anh em xem ha. Giờ này còn phơi nắng chưa xong nữa anh em. Còn ít nữa ha. Rồi mình xin chào, xin cảm ơn. Hẹn gặp lại anh em vào video tới nha.